Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta đến đây, khu du lịch và giải trí quốc tế Tuần Châu, trong không khí hết sức náo nhiệt này, để cùng nhau thưởng thức một loại hình nghệ thuật mới, rất mới của thế kỷ 21. Đó chính là những vũ điệu của nhạc nước. Từ lâu, âm nhạc đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi ngày đối với quý vị và tôi cũng vậy. Nhưng nó còn mê đắm hơn, tuyệt vời hơn, gây gắt hơn và làm quý vị say hơn khi âm nhạc được hòa quyện cùng những điệu nước duyên dáng, hữu tình. Thưa quý vị và các bạn, Chú quậy chơi với. Chú quậy từ cung trăng cũng xuống chơi với chúng ta kìa. Ồ, được thôi, nhưng nếu quậy muốn chơi thì phải xin phép khán giả đã chứ. Quý vị có đồng ý không ạ? Thôi được, vậy luật chơi như sau. Tôi sẽ hát một đoạn nhạc và quậy thay tôi làm nhạc trưởng để chỉ huy dàn nhạc nước. Nhớ là phải y chang đấy nhé. Dàn nhạc nước sẽ cảm nhận từng cử động của quậy đấy. Y chang hả? Tất nhiên, phải y chang. Và nếu quậy chơi nhạc nước mà sai một nốt nhạc thôi thì coi như thua. Và quậy phải rời khỏi sân khấu để dàn nhạc nước còn phục vụ quý vị khán giả ở đây. Quậy đồng ý chứ? Được, quậy đồng ý. Nào, ta bắt đầu nhá. Nhưng không đơn giản đâu, quậy đừng tưởng là dễ. khó lắm đấy. Nếu quậy thắng thì sao? Nếu quậy thắng ấy, quý vị khán giả ơi, hãy cho tôi biết phải thưởng gì cho quậy đây. Trái cây nhé, kẹo ấy, hay là một tràng pháo tay? Có thưởng đấy, bí mật nhé. Có thưởng. Nào, ta bắt đầu nhé. Thôi được rồi, nào bây giờ chúng ta bắt đầu trò chơi. La 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 la. Từng 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 từng. Quậy giỏi lắm. Bây giờ sẽ là 7 nốt nhạc. La 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 la. Ping 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 ping. Nhưng quậy nghe đây, bây giờ khó hơn đấy. Là 15 nốt nhạc. La 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 la. Quậy xấu hổ lắm. Thôi, quậy bay về trời đây. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta có thấy chú quậy đáng yêu không? Xin một tràng pháo tay cho chú quậy nào.
quý vị, âm nhạc cũng như nước đều có tâm hồn. Nó cũng như tất cả chúng ta, biết yêu, ghét, giận hờn, nhớ nhung. Nếu không để tâm, chúng ta sẽ không thể cảm nhận được tâm hồn cũng như vẻ đẹp của các vũ điệu nước. Nhưng âm nhạc cũng có nhiều thể loại đáp ứng với những cung bậc tình cảm của con người. Sự hoành tráng của âm nhạc cổ điển bao giờ cũng gắn với những cảm xúc lớn lao, những sự kiện quan trọng trong cuộc đời. Nhưng khi cần đi vào những ngõ ngách sâu kín của tâm hồn, thì cây đàn guitar lại là người bạn thân thiết và tinh tế nhất, sẽ dẫn dắt quý vị vào thế giới của những cảm xúc sâu lắng, vào cõi mộng mơ. Đều biết trong thần thoại Hy Lạp, thần Apollo là vị thần tượng trưng cho mặt trời và nghệ thuật. Nếu ai may mắn được thần Apollo chạm vào vai thì tâm hồn người đó sẽ thăng hoa để vươn tới cái đẹp hoàn mỹ của nghệ thuật. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị hãy dành một khoảnh khắc im lặng, hãy tưởng tượng như được thần Apollo chạm nhẹ vào vai mình, và tâm hồn quý vị sẽ bay bổng, gác lại một bên những ưu tư vất vả của cuộc sống đời thường để đến với những nét đẹp sang trọng, những cảm xúc cao thượng của âm nhạc cổ điển.
thức âm hưởng của âm nhạc cổ điển. Và bây giờ sẽ là những tiết tấu sôi động của dàn nhạc hiện đại. Chúng ta hằng nửa vòng trái đất thì sao? Sôi động, quyến rũ, nhưng cũng thật gần gũi. Nào, chúng ta hãy hòa mình vào dòng chảy cuồn cuộn của những vũ điệu Latin. Bahia, Samba da Bahia, Samba da Bahia, Samba da Bahia, Samba da Bahia.
That's all about.